Miss Trend Brazil bị tố mua giải dọn đường Thái Lan. Nawaz tức giận đáp trả, ra chỗ khác chơi. Sau đêm chung kết tối 25 tháng 10, kết quả Việt Nam out top 10 đã khiến người hâm mộ bất bình. Đa phần đều cho rằng Mr. Nawaz thiếu công bằng khi dọn đường sẵn cho Thái Lan, Campuchia. Đây là hai đại diện có phần thuyết trình yếu kém nhất dàn thí sinh năm nay. Sau gần một tháng thi đấu tại Indonesia, đêm chung kết Miss Trend International, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Brazil, Isabella Menin. Các danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về Thái Lan, Indonesia, Venezuela, Cộng hòa Séc. Về tân Hoa hậu, đây là kết quả được lòng công chúng bởi Brazil sở hữu nhiều tiêu chuẩn vàng như chiều cao 1m78, gương mặt sắc sảo, tiếng Anh lưu loát. Được biết, chân dài 25 tuổi là giữa Brazil và Italy. Ngoài hoạt động vai trò người mẫu, diễn viên, Isabella Menin từng tốt nghiệp cử nhân kinh tế, nhận bằng thạc sĩ tài chính Đại học College London. Đến với Miss Trend International 2022, dự án hỗ trợ người khuyết tật mang tên Beyond được đánh giá là khá thiết thực. Bên cạnh đó, Hoa hậu Brazil cũng từng sáng lập thương hiệu mỹ phẩm riêng của mình. Tuy nhiên, việc đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân bị đánh trượt khỏi top 10 một cách oan ức, thay vào đó là sự góp mặt của nước chủ nhà Indonesia, Thái Lan, Campuchia đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều người thắc mắc, chủ tịch MGI luôn đề cao tiếng Anh là tiêu chí quan trọng. Thế nhưng phần thuyết trình của các thí sinh trên lại khiến netizen ngán ngẩm. Nếu như người đẹp Alpha Thái Lan bị chê phát âm phèn, thiếu vốn từ vựng, thì Campuchia lại ví như học thuộc, Indonesia lại quá ô dề. Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân luôn nổi bật về sắc vóc, tự tin giao tiếp và liên tục đứng đầu ở các báo bình chọn. Chính điều này làm dấy lên nghi vấn chủ tịch Nawaz dọn đường thiên vị cho gà nhà. Để bày tỏ sự bức xúc, chỉ sau một đêm, khán giả Việt Nam đã kêu gọi chiến dịch hủy follow trang chủ MGI. Từ 6,5 triệu, bây giờ đã sắp chạm đáy còn 4,8 triệu follow và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Trước làn sóng chỉ trích cơ cấu mùa giải, mới đây, trang chủ của Miss Trend International đã lên tiếng đáp trả bằng tiếng Thái cực gắt. Người sáng lập khẳng định, sân chơi của mình rất uy tín, sân khấu lớn không bán vương miện, muốn mua thì đi chỗ khác chơi, bực mình. Với giọng điệu chanh chua như thế này, thì netizen khẳng định đây chính là phát ngôn của Mr. Nawaz, ông trùm sắc đẹp Thái Lan nổi tiếng là người yêu thích drama. Thậm chí các phần thi vote cũng là chiêu trò nhằm tăng follow cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình. Trước đó, trong một cuộc trò chuyện ngắn, Nawaz cũng thẳng thừng chê Đoàn Thiên Ân Việt Nam có thể hình xấu vì cô lọt top 20 là điều hoàn toàn xứng đáng. Nhận kết quả out top 10, Đoàn Thiên Ân đã khóc đến mức rơi cả mi giả. Chia sẻ với truyền thông, người đẹp sinh năm 2000 không giấu được sự buồn bã. Cô tự tin nói, với những gì mình thể hiện thì đây là kết quả quá bất ngờ. Dù không đạt kỳ vọng đặt ra, thế nhưng Đoàn Thiên Ân cũng an ủi phần nào với hai giải thưởng phụ, trang phục dân tộc ấn tượng và Country's Flower of the Year. Quan trọng, tình cảm mà khán giả dành cho Miss Trend Việt Nam đã phần nào phản ánh năng lực của Đoàn Thiên Ân. Ngoài đại diện Việt Nam, một số thí sinh khác đến từ Mexico, Philippines cũng gây tiếc nuối vì không thể tiến sâu. Nói không khóc thì không được vì bản thân Ân không nghĩ mình sẽ out khỏi top 10. Có thể là tôi có ít thời gian chuẩn bị, nhưng tôi nghĩ với năng lực của mình thì vẫn đủ khả năng để vào top 10. Tôi thấy phần trình diễn của mình không tệ đến mức bị loại khỏi top 10 nên thấy hơi thất vọng. Tôi là người cầu toàn nên mỗi phần thi đều hỏi mọi người rằng có được không. Tôi chưa bao giờ chấm điểm 10 cho bản thân cả. Có thể mọi người thấy tốt rồi nhưng tôi vẫn thấy chưa, thấy cần phải cố gắng hơn nữa. Cho nên việc bị loại khỏi top 10 nằm ngoài ý muốn của tôi. Trên sân khấu khi MC công bố top 10, tôi vẫn tự tin tên Việt Nam được xướng lên. Tuy nhiên mọi thứ đã không xảy ra. Tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi buồn này, nhanh chóng, không nghĩ về nó nhiều nữa. Bởi chặng đường của bản thân sẽ không dừng lại ở đây. Tôi sẽ mãi khắc ghi tình cảm của mọi người trong tim. Thiên Ân nói, trong quá trình tham gia Miss Trend, Thiên Ân không khỏi áp lực vì lịch trình dày đặc, mất ngủ liên tục, cộng thêm việc bị say xe, khiến cô giảm đến 5kg. Trước thềm chung kết, chân dài họ Đoàn cho biết sẽ làm hết sức để hai tiếng Việt Nam rạng danh trên đấu trường quốc tế. Các thí sinh hầu như ai cũng bị bệnh cả. Đến hôm nay tôi cũng gần như tắt tiếng rồi. Nhưng các khán giả hãy yên tâm vì tôi vẫn sẽ hô vang hai tiếng Việt Nam một cách đầy tự hào. Mục tiêu của tôi là chiếc vương miện. Tôi tin rằng khi đặt mục tiêu cao, bản thân sẽ được thúc đẩy để ngày càng hoàn thiện. Cô cho biết.